Hoan hỷ chào mừng quý bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Trong không khí hân hoan của những ngày Tết sắp tới, thay mặt cho ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác, anh chị. Một mùa xuân mới đã sang, chúc cho tất cả nhà nhà an vui, chúc người buôn bán sinh lời, chúc người công chức lương thời tăng cao, chúc cho sức khỏe dồi dào, tiền tài dư giả chỉ vào chẳng ra, chị em xinh đẹp như hoa, cả năm may mắn đẹp ra từng ngày. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải. Cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, đúng tháng 1 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024. Tháng vạn sự cát lành, bao nhiêu vất vả của năm cũ đã qua đi, nay được đền đáp vàng xuân chói lóa, vận trình được quý nhân trợ lực, thần tài giúp sức, việc gì cũng trôi chảy, thuận lợi, có thể làm nên sự nghiệp hít hách, nhiều vận may bất ngờ, đổi đời như ý. Tiên tri chấn động chính xác 100%, tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, đón lộc xuân mới, đúng tháng 1 âm lịch, được thần tài hộ giá, cát tinh soi chiếu, sự nghiệp lên hương, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, đổi đời giàu nứt két. Quý vị thân mến, trong cuộc sống có lúc ta thăng, lúc ta trầm, có khi mạnh mẽ, lúc lại yếu đuối, có lúc ta bước đi, lúc lại dừng chân giữa dòng đời vội vã. Quý Hợi hãy kiên cường đừng oán trách số phận, bởi cuộc đời này, làm điều thiện sẽ gặp phước lành, ông trời nhìn thấy, ban cho ta tiền vàng, cơm no áo đủ, và một vận may tươi sáng quanh năm, sống lâu trăm tuổi, phúc thọ tràn đầy. Quý Hợi hãy gieo trồng hạt giống phước lành, để cuộc sống thịnh vượng, rực rỡ như đóa hoa khoe sắc. Theo luận giải tử vi mới nhất của 12 con giáp có chỉ ra rằng, bước sang tháng đầu tiên của năm mới Giáp Thìn 2024 này, sẽ có những con giáp được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Họ có thể không quá giàu có, nhưng có thể kiếm được cơ hội để thành công, cụ thể là đúng tháng 1 âm lịch, tháng Bính Dần năm Giáp Thìn, anh chị tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 sẽ gặp được nhiều may mắn, được cát tinh soi chiếu, quý nhân chiếu cố nồng hậu. Đây là giai đoạn thiên thời địa lợi nhân hòa, giúp cho bản mệnh tìm được cơ hội để mà phát triển sự nghiệp, kiếm thật nhiều tiền, mua nhà sắm xe, đổi đời giàu nhất vùng thiên hạ, đặc biệt nếu như bản mệnh biết nắm bắt mọi thứ thì sẽ đổi vận bất ngờ. Vậy, vận trình tử vi chi tiết các phương diện tháng 1 âm lịch của anh chị tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 sẽ diễn ra như thế nào? Vận may nào sẽ đến với con giáp này trong khoảng thời gian đầu năm này? Thì xin mời quý anh chị hãy cùng theo dõi và chiêm nghiệm video dưới đây của Minh Đường Tử Vi nhé! Quý vị thân mến, tuổi trung niên là khoảng thời gian thật đặc biệt. Khi ấy tuổi trẻ đã qua nhưng tuổi già thì chưa đến, bồng bột đã qua nhưng cũng chưa hoàn toàn chín chắn. Hai điều không cầu ở tuổi trung niên, không cầu quyền lợi và tiền bạc vốn không thuộc về mình, dục vọng sẽ khiến người ta không bao giờ biết thỏa mãn. Người khác thấy họ đã có rất nhiều thứ, vợ đẹp, con khôn, xe hơi, nhà lầu, nhưng họ những cơ hồ còn chưa thỏa mãn. Dục vọng làm người ta không giữ được bình tĩnh và đôi khi trở thành tha hóa, đã có địa vị xã hội nhất định, gia đình cũng khá giả đủ ăn. Nhưng khi nhìn xung quanh họ chợt thấy những người cùng trang lứa ai nấy đều hô mưa gọi gió, vinh quanh đẩy mình, họ bắt đầu không an phận, nóng lòng muốn làm giàu hơn nữa, bất chấp thủ đoạn dù là tham ô, nhận hối lộ hay là bán lận buôn gian, việc gì cũng đều dám làm, vì tiền tài, họ muốn mạo hiểm liều một phen mà không nghĩ đến ác báo đã liền kề trước mặt. Một ngày kia thân bại danh liệt, làm ăn phá sản, có thể phải ngồi tù chịu phạt, cửa nát nhà tan, khi đó hối hận phỏng có ích gì nữa đây. Người ta đến tuổi trung niên nên cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có, đó là phúc phận, là những gì ông trời đã ban cho bản thân chiều theo số kiếp. Chớ nên hành xử manh động, bồng bột như thuở còn đôi mươi, hãy lấy gia đình làm trọng chứ không phải công việc làm ăn, lấy tình nghĩa làm trọng chứ không phải bạc tiền, vật chất. Không cầu thứ tình cảm vốn không thuộc về mình, đến tuổi trung niên người ta đã trải qua rất nhiều thăng trầm về tình cảm, hôn nhân có thể khiến họ mỏi mệt, quan hệ giữa vợ chồng có thể khiến họ chuốc lấy bực bội, phiền lòng, ngoài xã hội đủ thứ cám dỗ đang răng lưới bủa vây, người ta dễ bị những thứ tình cảm bất chính chi phối.
nhất là khi gặp được một người ý hợp tâm đầu, cho họ cảm giác khác hẳn với cuộc hôn nhân vốn tẻ nhạt thường ngày. Đừng tưởng nhớ những thứ tình cảm vốn không thuộc về mình, cũng chớ mong nghĩ về người không thuộc về mình. Tình là ảo mộng, tuy đẹp nhưng sớm lụi phai, là ly rượu nồng nhưng chứa thuốc độc bên trong. Đặc biệt, ngoại tình lại chính là thứ bại hoại nhân luân, hủy hoại đạo đức, là chuyện khiến người trời đều giận. Hãy luôn tỉnh táo, và đây là ba điều không chờ đợi. 1. Sức khỏe không thể chờ. Ở tuổi trung niên, sức khỏe bỗng trở thành một chuyện rất hệ trọng. Những thứ bệnh tật quật đổ người ta vào tuổi già đều sẽ nảy mầm từ lúc này. Ngay khi người ta còn tưởng mình thật phi thường, ngày nay, khá nhiều người chỉ có thể sống đến 45, 50, 55 tuổi là đứt đoạn kiếp người. Họ phải chịu đủ thứ bệnh tật dày vò, hoặc là hậu quả của thời trẻ tráng phóng túng, hoặc là nguyên nhân của việc không biết cách dưỡng sinh, sống không lành mạnh. Người Việt có câu, 49 chưa qua 53 đã tới. Người ta cho rằng đây là hai độ tuổi phải gánh chịu vận hạn lớn nhất trong đời, thậm chí là vấn đề sinh tử. Vừa hay, nó cũng trùng với giai đoạn tuổi trung niên mà chúng ta đang nói tới. Ở tuổi này, nếu bình ổn vượt qua vận nạn thì rất có thể sẽ được trường thọ, hưởng phúc. 2. Hiếu thuận với cha mẹ không thể chờ. Sang tuổi trung niên, cha mẹ chúng ta có lẽ đều đã già cả, chỉ mong cha mẹ được sống vui vầy cùng con cháu, không tật bệnh là ta đã yên tâm một phần. Các cụ bôn ba vất vả cả đời người, giờ đã đến lúc được nghỉ ngơi hưởng phúc. Dù công việc có bận rộn, dẫu đường xá có xa xôi, bạn nhất định nên về thăm nhà nhiều nhất có thể. Bố mẹ đã già, chính là không thể chờ đợi lòng hiếu thuận của con cái mãi được. Trăm năm qua đi như ánh chớp, một sớm mai biết cha mẹ đã rời bỏ mình mà đi, bạn có ân hận chừng nào cũng chẳng thể bù đắp lại. 3. Nuôi dạy con cái không thể chờ. Vì Kim Sơn mà nhiều người lơ là việc giáo dục con cái, thực là cái được chẳng bỏ cho cái mất. Cha mẹ chính là người thầy khóa đầu tiên của con cái, cũng là người quan trọng nhất. Giáo dục con cái là chuyện tuyệt đối không thể lơ là. Đến khi bạn kiếm được rất nhiều tiền rồi thì con cái cũng đã lớn khôn. Khi bạn trung tuổi, con cái đã trở thành những cô cậu thanh niên hừng hực sức sống, mà cũng bồng bột, nông nổi lắm thay. Họ có sở trường mà cũng có sở đoản, có ước mơ mà cũng có sự viển vông, thói hư tật xấu. Dạy con từ thuở còn thơ, đến lúc này cây tre đã thẳng muốn uốn cũng khó. Nhưng bạn có thể làm một tấm gương, một người bạn chân thành, thì thầm tâm sự, khuyên nhủ con điều hay lẽ phải, làm người tốt, tránh xa cái ác. Con cái cũng phản ánh một phần sự tu dưỡng của cha mẹ, hãy là một nhà thông thái cho chính gia đình mình. Tuổi trung niên nói trẻ thì thực không còn trẻ, trung niên nhất định cũng chẳng phải là xế chiều tịch mịch. Hãy nuôi dưỡng lòng thiện lương và một trái tim từ bi, bạn sẽ thấy được một nhà mai khai nở trong đời mình giữa khi tuổi xuân tưởng chừng đã tàn phai cả. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách của người tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Người tuổi Hợi có bản tính lương thiện và khoan dung, họ cũng là kiểu người có tính cách thẳng thắn, hiền lành và ngây thơ. Đặc điểm này giúp người tuổi Hợi được mọi người xung quanh yêu mến và quý trọng. Người tuổi Hợi được yêu mến không chỉ vì họ hiền hòa, mà bản thân người sinh năm này có lòng bao dung và họ sẵn sàng giúp đỡ người khác khi có cơ hội. Những người phụ nữ tuổi Hợi lại càng thú vị, họ không chỉ hoạt bát, nhanh nhẹn có trí thức mà còn tốt bụng. Sau khi kết hôn, họ sẵn sàng trở thành mẹ hiền dâu thảo. Đàn ông tuổi Hợi cũng rất yêu gia đình, họ thường dùng sự lương thiện của mình để dạy dỗ con cái. Đặc điểm tính cách này khiến nhiều người tuổi Hợi trong công việc lại gặp chút bất lợi. Đó là khi chẳng may gặp phải thất bại thì họ dễ bị suy sụp nặng nề. Cho nên, người tuổi Hợi cần chú ý tìm cách làm thế nào để bản thân vực dậy tinh thần, tiến bước về phía trước. May mắn là người tuổi Hợi có sự kiên trì và tinh thần cầu tiến trong công việc cao, nên họ sẽ sớm tìm được lối đi cho riêng mình. Một điểm sáng trong tính cách giúp người tuổi Hợi gặp được tài vận tốt đó là họ thường tự tin trong công việc, không chỉ có ý chí kiên cường. Năng lực lãnh đạo của tuổi Hợi cũng được thể hiện, giúp họ đưa ra được nhiều phương pháp xử lý công việc ổn định. Ý chí của người tuổi Hợi còn thể hiện ở chỗ, khi gặp vấn đề khó khăn, họ đều suy xét kỹ lưỡng, cho nên phần lớn công việc của họ đều được giải quyết thỏa đáng. Khi làm việc, người tuổi Hợi có khả năng tập trung cao độ, khi đã đặt ra mục tiêu cũng sẽ dốc toàn tâm toàn lực để thực hiện. Đôi khi, người tuổi Hợi dồn hết tâm trí vào công việc mà quên đi những gì đang xảy ra xung quanh. Có nhiều người tuổi Hợi thời niên thiếu gặp không ít khó khăn. Đến khi trưởng thành họ rất tích cực làm việc, phát triển bản thân để tạo cho mình cảm giác an toàn. Trên thế giới có rất nhiều người nổi tiếng sinh năm Hợi, chẳng hạn như đại văn hào người Mỹ Hemingway, tác giả của cuốn Ông già và biển cả. Tác phẩm của ông luôn thể hiện được tinh thần chiến đấu, sự kiên cường đương đầu với nghịch cảnh, để lại cho hậu thế nhiều bài học sâu sắc. Sự tích cực phấn đấu, vươn lên trong bất kỳ hoàn cảnh nào của người tuổi Hợi chính là điểm đáng quý. Đây cũng là chìa khóa giúp họ mở ra nhiều cơ hội quý báu trong đời.
Người tuổi Hợi sẽ có xu hướng tính cách đa dạng khi sinh vào các mùa khác nhau trong năm, nhưng họ đều có điểm chung là rất biết cách đối nhân xử thế. Người tuổi Hợi sinh vào mùa xuân thường có tấm lòng nhân hậu, sẵn sàng giúp đỡ người khác, họ cũng chú trọng sự nghiệp, mặc dù được hưởng những điều kiện thuận lợi. Nhưng người tuổi Hợi sinh vào mùa xuân vẫn luôn nỗ lực để đạt được nhiều thành tựu. Ở những người tuổi Hợi sinh mùa này, họ dành nhiều thời gian cho công việc và cũng rất ham học hỏi các tri thức mới. Người tuổi Hợi sinh vào mùa hè thường có quý nhân giúp đỡ trong đời, có lẽ ngay từ nhỏ được hưởng phúc khí, đạt được nhiều thành công dễ dàng nên họ có thể lười biếng và có phần nhu nhược. Nếu như không tích cực nỗ lực, thì khi gặp phải khó khăn, họ dễ bị suy sụp. Lời khuyên dành cho người tuổi Hợi sinh vào khoảng thời gian này là đừng dựa dẫm vào người khác và nên không ngừng phát triển hoàn thiện bản thân mình. Người tuổi Hợi sinh vào mùa thu có khả năng giao tiếp nhạy bén, được lòng mọi người. Những người sinh vào thời gian này cũng thường là người có địa vị xã hội. Không chỉ biết cách ứng xử, người tuổi Hợi sinh vào mùa thu còn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, nên họ cũng tạo được nhiều mối quan hệ tốt. Người tuổi Hợi sinh vào mùa đông vốn chịu nhiều vất vả từ nhỏ, tuy nhiên, chính vì vậy mà trông họ có thể trưởng thành và chín chắn hơn so với người tuổi Hợi sinh mùa khác. Tính cách của họ ngay thẳng, không thích giấu giếm, nên nhiều khi làm mất lòng mọi người. Ở khía cạnh nào, những khó khăn họ gặp phải là do chưa biết khai thác nguồn tri thức trong cuộc sống, ngại va chạm, lười học hỏi. Cho nên lời khuyên dành cho người tuổi Hợi sinh vào mùa đông muốn cuộc đời thuận lợi, tài vận rực rỡ hơn thì phải năng đi ra ngoài, nhìn xa trông rộng và không ngừng học hỏi nhiều điều mới. Đánh giá tổng quan vận trình tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, tháng 1 âm lịch năm 2024. Tháng 1 năm 2024 âm lịch, vận trình của người tuổi Quý Hợi trên đà phát triển, nhờ được quý nhân nhị hợp nâng đỡ, bạn sẽ thấy công việc tiến triển tốt nhờ quý nhân vận vượng, được trợ giúp từ nhiều phương diện, rất có lợi cho đường tiến thân của bản mệnh. Mặc dù tháng đầu năm là thời điểm nhiều người còn khá trì trệ, muốn tĩnh không muốn động, do quan niệm tháng riêng là tháng ăn chơi, nhưng với người tuổi Quý Hợi, bạn hiểu cơ hội không phải lúc nào cũng có sẵn, nên luôn tranh thủ từng cơ hội có lợi cho mình. Nhờ sự xông xáo của mình, công việc của con giáp này tiến triển thuận lợi, làm tới đâu nhìn thấy kết quả tới đó, cơ hội thăng tiến rộng mở. Hãy mạnh dạn đề xuất ý tưởng, phương thức làm mới, chắc chắn bạn sẽ được cấp trên đánh giá cao với sự đóng góp hăng hái của mình. Tài vận trong tháng khá sáng, nhờ có các tinh thực thần soi chiếu, tài lộc chuyển biến tích cực và ổn định hơn trước. Các nguồn thu trong tháng khá dồi dào, đến từ nhiều nguồn chứ không chỉ từ công việc chính, có thể tiến hành đầu tư hay mở rộng quy mô kinh doanh, sản xuất. Sao Thái âm phù trợ nhân duyên xuất hiện trong tháng này, giúp chuyện tình cảm của tuổi Quý Hợi tiến triển tốt đẹp, bản mệnh tâm tình vui vẻ, tràn đầy sức hút, nhân duyên khác giới ngày càng vượng, có nhiều cơ hội thoát khỏi kiếp độc thân, tình cảm vợ chồng hài hòa. Cùng cố gắng xây dựng hạnh phúc gia đình và nuôi dạy con cái, chỉ cần giữa cả hai luôn có sự cảm thông và chia sẻ thì việc gì cũng giải quyết ổn thỏa, sóng gió nào cũng qua. Về phương diện sức khỏe, nguyệt lệnh lâm đất bệnh có thể khiến sức đề kháng giảm sút, bản mệnh dễ bị mắc các bệnh lây nhiễm theo mùa. Bệnh cũ tái phát, bạn nên chú ý nghỉ ngơi và ăn uống điều độ, hạn chế thức quá khuya, thường xuyên rèn luyện thể chất. Xét phương diện sự nghiệp tuổi Quý Hợi 1983, tháng 1 âm lịch. Trong tháng Bính Dần mở đầu năm Giáp Thìn 2024 âm lịch, tiến trình sự nghiệp của người tuổi Quý Hợi có những bước đi lên đáng kể. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, điều này tạo ra động lực rất lớn để bản mệnh luôn luôn phấn đấu vươn lên. Tháng này, mệnh chủ được cục diện nhị hợp che chở, điềm báo rất vượng vận quý nhân. Làm công việc lớn nhỏ gì đều có sự trợ giúp nên mọi việc tiến triển khá suôn sẻ, nhưng chủ yếu vẫn là sự nỗ lực của chính bạn. Ngay từ đầu năm mà công việc đã đi đúng quỹ đạo mong muốn, đầu xuôi đuôi lọt, hứa hẹn cả năm cũng sẽ rất thuận lợi. Đây quả là tin mừng mà tuổi Quý Hợi luôn mong mỏi. Mặc dù tháng 1 đầu năm là thời điểm nhiều người còn khá trì trệ, muốn tĩnh không muốn động, do quan niệm tháng riêng là tháng ăn chơi. Nhưng với người tuổi Quý Hợi, bạn hiểu cơ hội không phải lúc nào cũng có sẵn, nên luôn tranh thủ từng cơ hội có lợi cho mình. Nhờ sự xông xáo của mình, công việc của con giáp này tiến triển thuận lợi, làm tới đâu nhìn thấy kết quả tới đó, cơ hội thăng tiến rộng mở. Hãy mạnh dạn đề xuất ý tưởng, phương thức làm mới, thay đổi tư duy và cách làm việc, chắc chắn bạn sẽ được cấp trên đánh giá cao với sự đóng góp hăng hái của mình. Con giáp này biết cách thuận theo chiều hướng phát triển mà lựa mình, linh hoạt thay đổi để không đánh mất bản sắc mà vẫn gây được sự chú ý nhất định. Trời không phụ lòng người có công, dám nghĩ dám làm sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhớ là đừng lúc nào cũng chỉ chọn việc mình thích để làm, như vậy chẳng khác nào bạn đang tự giới hạn bản thân, hãy thử thách khả năng của mình nhiều hơn.
để thử xem bạn có thể tiến xa tới đâu, bứt phá khỏi giới hạn an toàn và bạn sẽ đạt được những thành quả rất đáng tự hào. Xem phi tinh tháng, các tinh lục bạch chủ chức vụ xuất hiện ở phương Tây Bắc, đây được coi là hướng vượng nhân khí, tài khí. Bản mệnh có thể sử dụng một số vật phẩm phong thủy có lợi cho công việc như biểu tượng tháp văn xương, quả cầu phong thủy sẽ có tác dụng thúc đường công danh, sự nghiệp thêm phần hanh thông. Xét phương diện tài lộc tuổi Quý Hợi 1983, tháng 1 âm lịch. Xem tử vi tháng 1 năm 2024 tuổi Quý Hợi âm lịch về tài lộc, chẳng những công việc mà phương diện tài chính của con giáp này cũng đón nhận nhiều tin vui trong tháng này. Cả chính tài và thứ tài đều khả quan, nhờ có các tinh thực thần soi chiếu, tài lộc chuyển biến tích cực và ổn định hơn trước, các nguồn thu trong tháng khá dồi dào, đến từ nhiều nguồn chứ không chỉ từ công việc chính. Tháng này thích hợp cho đầu tư, mở rộng kinh doanh, sản xuất, khi nhiều cơ hội kiếm tiền xuất hiện, đặc biệt là bạn sẽ có quý nhân ở bên trợ giúp, nhờ thế mà chuyện làm ăn thuận lợi, suôn sẻ. Cùng đà phát triển này, bản mệnh có thể thực hiện kế hoạch đầu tư hay mở rộng quy mô kinh doanh của mình thoải mái. Trong quá trình thực hiện có thể không tránh được gặp chút trục trặc, nhưng bản mệnh nhanh trí xử lý, lại thêm cát khí vây quanh, cuối cùng đâu sẽ vào đó, đạt kết quả mãn nguyện. Tài khí đương lúc vượng, nhưng nếu không có kế hoạch tài chính rõ ràng, nguy cơ hao tài vẫn luôn rình rập với con giáp này. Nhất là khi tháng đầu năm bản mệnh sẽ phải bỏ tiền túi cho những khoản chi tiêu không thể tránh. Do đó, bạn cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, cố gắng tích lũy cho tương lai thì không có gì phải lo lắng. Phi tinh tháng nhận thấy, có bát bạch chủ tài tinh nhập cung Đông Bắc, bạn nên đặt biểu tượng rồng phong thủy ở hướng này của phòng khách, ngôi nhà. Vật phẩm phong thủy này vừa có tác dụng hóa giải sát khí, lại thúc vượng tài khí, rất có lợi cho người kinh doanh, buôn bán. Xét phương diện tình duyên tuổi Quý Hợi 1983, tháng 1 âm lịch. Tử vi 2024 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, phương diện tình cảm của người tuổi Quý Hợi trong tháng đầu xuân năm mới có nhiều bước chuyển biến tích cực. Sao Thái âm phù trợ nhân duyên xuất hiện trong tháng này giúp bạn đón nhiều tin vui về tình cảm, đặc biệt là nữ mệnh, bản mệnh tâm tình vui vẻ, tràn đầy sức hút, nhân duyên khác giới ngày càng vượng, có nhiều cơ hội thoát khỏi kiếp độc thân với người đã từng bị tổn thương trong tình yêu. Đây là dịp tốt để gác lại quá khứ, mở rộng trái tim đón nhận tình cảm mới, lương duyên có thể đến từ việc tình cờ gặp gỡ hoặc qua giới thiệu mai mối, dù thế nào đi nữa, bạn cũng nên mở lòng để đón nhận, sẽ có những trải nghiệm thực sự thú vị trong đời. Mối quan hệ vợ chồng hài hòa, cùng cố gắng xây dựng hạnh phúc gia đình và nuôi dạy con cái. Chỉ cần giữa cả hai luôn có sự cảm thông và chia sẻ, thì việc gì cũng giải quyết ổn thỏa, sóng gió nào cũng qua. Tháng này, sao nhất bạch chủ đào hoa bay vào cung chính Bắc, nếu ở vị trí này trong ngôi nhà đang có vật lớn án ngữ, cần dịch chuyển càng sớm càng tốt, tránh tích tụ nguồn năng lượng xấu, khiến tình duyên và gia đạo trục trặc, rối ren. Xét phương diện sức khỏe tuổi Quý Hợi 1983, tháng 1 âm lịch. Xem tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch của 12 con giáp về phương diện sức khỏe, nguyệt lệnh lâm đất bệnh ở tuổi Quý Hợi, báo hiệu một vài vấn đề không thể chủ quan với sức khỏe của con giáp này. Sức đề kháng của bản mệnh có dấu hiệu giảm sút, bạn dễ bị mắc các bệnh lây nhiễm theo mùa. Bệnh cũ tái phát, bạn nên chú ý nghỉ ngơi và ăn uống điều độ, hạn chế thức quá khuya, thường xuyên rèn luyện để nâng cao thể chất. Khi ra ngoài, nhất là xuất hành xa nên đi đứng thận trọng, đề phòng tai nạn xe cộ, họa huyết quang. Sau đây là tử vi chi tiết từng tuần tháng 1 âm lịch của người tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Xem tử vi tuần 1, tháng 1 âm lịch. Theo dõi tử vi hàng tuần, người tuổi Quý Hợi trong tuần này có những dấu hiệu đáng mừng khi vận trình khởi sắc rõ rệt. Điềm báo cát lành cũng đến, đường tình duyên vượng, đào hoa nở rộ, chuyện tình cảm đã có những bước tiến triển theo hướng tích cực. Đầu tuần có chính tài trợ vận, đảm bảo cho con giáp này nguồn tài lộc dồi dào và ổn định. Tuy nhiên, cuối tuần sẽ có những lúc mà bản mệnh dễ mắc phải sai lầm trong chuyện tiền bạc, cần phải thận trọng và có kế hoạch tài chính rõ ràng thì hơn. Thương quan xuất hiện trong tử vi công danh sự nghiệp của tuổi Quý Hợi tuần này, nhiều vấn đề bất ngờ phát sinh khi bản mệnh không thực sự coi trọng những quy định đã được đặt ra từ trước đó, khiến cho mâu thuẫn, bất đồng trong công việc ngày càng lớn, cũng may có Nguyệt Mã nâng đỡ, nên càng về cuối tuần thì càng có khả năng lội ngược dòng. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là dấu hiệu xoay chuyển tình thế mà thôi, tuổi Quý Hợi vẫn cần khá nhiều thời gian để có thể lấy lại được vị thế của mình như ban đầu. Xem tử vi tuần 2, tháng 1 âm lịch. Chỉ số cát vận chiếm ưu thế, mang tới vận trình tuần mới lạc quan cho người tuổi Quý Hợi, tinh thần bản mệnh phấn chấn, hành sự tự nhiên, gia đạo bình an, không khí gia đình tươi vui, ngập tràn hạnh phúc,
Vợ chồng đón tin vui về con cái, có tiếng trẻ thơ trong nhà, mọi thứ dường như được gắn kết bền chặt hơn. Tình yêu lứa đôi có cơ hội thăng cấp bất ngờ, một trong hai bạn sẽ đi công tác xa trong tuần, tuy thời gian bên nhau không nhiều, nhưng đối phương lại hết mực chu đáo, hỏi han ân cần nên cảm giác vẫn rất gần nhau, không hề có sự xa cách. Các cặp đôi đang trong giai đoạn mặn nồng có thể tính chuyện kết hôn, dù trong tuần khó tránh lúc xảy ra bất đồng, nhưng chỉ cần bạn chủ động xoa dịu, mọi chuyện đâu sẽ vào đó, thậm chí tình yêu càng được thử thách lại càng bền chặt. Người độc thân được đào hoa tinh trợ lực, vận đào hoa tươi sáng, dễ dàng gặp được ý trung nhân khi tham gia các hoạt động tập thể. Hơn thế, đối phương lại có địa vị xã hội cao hoặc sự nghiệp đầy triển vọng. Về công việc, tuổi Quý Hợi ngày càng thành thạo trong công việc, được cấp trên giao phó trọng trách. Bên cạnh đó, quan hệ xã giao hài hòa, được lãnh đạo dẫn dắt, chỉ bảo nên tiến bộ rất nhanh, ít khi phạm sai lầm, cơ hội thăng tiến, tăng lương trong tuần rất nhiều, cứ nỗ lực đi rồi bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Việc kinh doanh, buôn bán trong tuần thuận lợi, tuy chưa có bước đột phá lớn, doanh thu vẫn chỉ giữ ở mức ổn định. Nhưng như vậy đã là thành công bước đầu của những ai vừa mới lập nghiệp. Hãy kiên trì theo đuổi con đường mình đã chọn, làm nhiều và nghĩ ít thôi, bạn sẽ sớm chạm tay vào thành công. Xem tử vi tuần 3, tháng 1 âm lịch. Vận trình tuần mới của người tuổi Quý Hợi tốt đẹp rạng ngời, tinh thần phơi phới, nụ cười luôn nở trên môi, dù chỉ làm ở văn phòng hay đi công tác xa. Mọi lộ trình của bạn đều được quý nhân thiên vượng phù trợ, an lành và thành công. Việc dù khó đến đâu, tuổi Quý Hợi đều tìm ra cách xử lý, ai nấy đều thán phục với tài năng ấy. Tiếp xúc với đồng nghiệp mới không tránh tình trạng chưa hiểu nhau, vậy nên bạn hãy chỉ dẫn họ thật tốt. Đừng tỏ thái độ ma cũ bắt nạt ma mới, bởi như vậy sẽ có hại cho bước đường thăng tiến của bạn sau này. Thiên phúc cát tinh trực chiếu vào hai ngày giữa tuần, mang tới nguồn sinh khí mới cũng như vận quý nhân dồi dào, tận dụng được điều đó, sự nghiệp càng thăng tiến, quan hệ xã giao càng hữu hảo. Với những ai vừa mới nhảy việc, sang công ty mới sẽ gặp quý nhân giúp sức, ngay ngày đầu đi làm, bạn đã tạo được ấn tượng tốt đẹp, cứ nỗ lực phấn đấu đi, bạn sẽ nhanh chóng hòa nhập tập thể, thậm chí có thể bứt phá lên vị trí quản lý. Vận trình tình cảm tung bay phơi phới, giữa các cặp đôi dường như không còn bất cứ trở lực nào, tình yêu cứ thế thẳng tiến đến ngôi nhà hạnh phúc. Xem tử vi tuần 4, tháng 1 âm lịch. Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp nhận định, công việc của người tuổi Quý Hợi thuận lợi đủ đường, kế hoạch hay ý tưởng mới được triển khai. Tuy là một tuần vất vả nhưng thu về thành quả xứng đáng, nhờ vận quý nhân khởi sắc, các mối quan hệ xã giao hài hòa, tạo nền tảng cơ bản thúc đẩy sự nghiệp của bạn thăng hoa. Nếu có thể, hãy chi tiền túi để mời những người đã giúp bạn gặt hái thành công đi ăn uống một bữa ra trò. Điều đó vừa thể hiện lòng biết ơn, lại giúp gắn kết tình bằng hữu, có lợi cho phát triển sự nghiệp trong tương lai. Tuần này, người kinh doanh, buôn bán có thu hoạch bất ngờ, hãy mở rộng quy mô sản xuất hay kinh doanh để thu về lợi nhuận lớn hơn. Thiên vượng cát tinh mang quý nhân tới trợ giúp, thiên hỷ báo hiệu tin vui về tiền bạc, túi tiền vơi rồi lại đầy, không phải lao tâm khổ tứ nhiều nữa. Lưu ý, tránh hợp tác với người tuổi Tuất hoặc Thân, kẻo lợi nhuận chưa thấy đâu bạn đã rước nhiều điều phiền toái về mình, tình yêu, hôn nhân như ý nguyện, hạnh phúc ngập tràn khắp nơi, mối quan hệ đôi bên trở nên sinh động, linh hoạt, cả hai tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn, cùng nhau phấn đấu vì những mục tiêu lớn trong cuộc sống. Người độc thân có vận đào hoa cực sáng, trở nên cuốn hút hơn trong mắt người khác giới. Chính vì thế, cơ hội để tìm được ý trung nhân không hề ít, cần phải chủ động nắm bắt. Thưa quý anh chị tuổi Quý Hợi 1983 thân mến, cũng đã sắp bước qua năm mới 2024 rồi. Và để có một năm mới thuận lợi, may mắn, quý anh chị cần chọn cho mình người hợp tuổi đến xông đất lấy may đầu năm. Người đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mùng 1 Tết được gọi là người đến xông nhà đầu năm mới. Theo triết học Đông Phương, nếu người đến xông nhà đó tốt thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho gia chủ, đã vượng thịnh thì càng giúp gia chủ thêm vượng thịnh hơn. Vì thế theo ông cha ta, khi chọn tuổi xông nhà, xông đất đầu năm, gia chủ tuổi Quý Hợi nên chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi, tương sinh với tuổi Quý Hợi. Đồng thời, ngũ hành, thiên can địa chi của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đến xông nhà. Ngoài ra, người được chọn để xông đất đầu năm 2024 phải đáp ứng các tiêu chí, có đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt. Chủ nhà tuổi Quý Hợi nên tránh mời những người đang có tang đến xông nhà, nếu gia chủ có tang thì nên kiêng không đến mừng tuổi cho các gia đình khác trước sáng mùng 1, để tránh cho gia đình người đó không bị xui xẻo. Cũng như vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới, vì tục ngữ có câu,
sinh giữ tử lành. Nếu các tuổi xông nhà tốt cho gia chủ đầu năm 2024, tại nơi gia chủ sinh sống, không có hoặc có nhưng không thể đến xông nhà được, gia chủ có thể tìm những người có tuổi tam hợp hoặc lục hợp với tuổi với gia chủ. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Quý Hợi trong năm Giáp Thìn 2024 là Nhâm Tý 1972, Khá, Tân Dậu 1981, Khá, Tân Mão 1951, Khá, Kỷ Hợi 1959, Khá, Nhâm Ngọ 2002, Khá, Quý Mùi 2003, Khá, Canh Dần 1950, Trung Bình, Canh Thân 1980, Trung Bình, Kỷ Tỵ 1989, Trung Bình, Quý Sửu 1973, Trung Bình. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Quý Hợi trong năm Giáp Thìn 2024 là Tân Sửu 1961, xấu, Đinh Dậu 1957, xấu, Ất Dậu 1945, xấu, Mậu Tý 1948, xấu, Đinh Hợi 1947, xấu, Đinh Mùi 1967, xấu, Mậu Thân 1968, xấu, Tân Hợi 1971, xấu, Ất Mão 1975, xấu, Bính Thìn 1976, xấu. Bản mệnh nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ sáng để xông đất đầu năm. Như đã biết, tục xông đất, xông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ xông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để xông đất, xông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc. Bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay xông đất, xông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi xông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt, với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi xông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi xông đất hoặc nhờ người tới xông đất nhà mình anh chị nhé. Quý vị thân mến, trong tháng sẽ có những ngày khác nhau, tốt cho mọi việc, vậy hãy cùng tìm hiểu xem, trong tháng đầu tiên của năm, ngày nào đẹp nhé. Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công, tạo tác, việc chi cũng tốt, tốt nhất là cưới gả, trổ cửa, dựng cửa, đào kênh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ, phá đất, những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tằm, khai trương, xuất hành, nhập học. Ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn bền vững, trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành, may mắn để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày mùng 7 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài.
ngày Đại An được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công tạo tác việc gì cũng lợi, tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ, phá đất, gieo trồng, lấy giống. Ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành may mắn để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày 11 tháng 1 năm 2024, tạo tác mọi việc đều đặng vinh xương, tấn lợi, hôn nhân cưới gả sanh con quý, công danh khoa cử cao thăng, đỗ đạt. Ngày 12 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày Đại An được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, khởi công tạo tác nhiều việc tốt như xây cất nhà, dựng cửa, trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước, đảo mương. Ngày 16 tháng 1 năm 2024, ngày nay rất tốt để tiến hành mọi công việc, hành sự công việc trong ngày này, ắt hẳn mọi việc sẽ được suôn sẻ, thuận lợi, ít gặp phải khó khăn hay trở ngại, hoặc nếu có khó khăn thì cũng sớm được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, nên mọi chuyện cũng trôi chảy, nhẹ nhàng hơn, biến dữ thành lành, biến nguy thành an. Ngày 30 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày Đại An được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Quý vị thân mến, sắc dục có một sự thu hút lôi cuốn rất mạnh với mọi người. Phần đông những nhà đạo đức thường nhắc nhở mọi người phải biết độ sắc dục để bảo trọng sức khỏe. Tại sao lại phải tiết độ sắc dục? Nó mang đến những tai hại gì? Đức Thích Ca Mâu Ni nói, ta không thấy một sắc nào khác xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông như sắc người đàn bà. Ta cũng không thấy một sắc nào khác xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà như sắc người đàn ông. Lời dạy này để cảnh giác chúng ta. Sắc dục có một sức mạnh phi thường lôi cuốn và xâm chiếm tâm con người, khiến cho họ không còn sáng suốt. Chỉ vì vô minh nên mọi người đắm đuối trong dục lạc, sắc dục. Nhưng hiểu biết là một việc mà cần phải thường xuyên cảnh tỉnh tâm mình để hướng nó đi về một con đường cao thượng hơn. Vì sắc dục là một hành động hết sức tội lỗi mà mấy ai đã lưu ý. Người ta cứ ngỡ tưởng trai gái ôm nhau hưởng thụ khoái lạc là hạnh phúc, nhưng khoái lạc chỉ là một cảm giác nghiện ngập cấp thời của cơ thể. Nó là một cái lực của nhân quả cám dỗ và thúc đẩy, đưa con người vào quỹ đạo sinh tử luân hồi khổ đau. Vì thế nó là một sự thật, khổ đau như thật. Khổ đau suốt cuộc đời khi hai người thành vợ, thành chồng. Sự khổ đau ấy không phải chỉ một người hai người mà nhiều người sau này nữa, con cháu nối tiếp. Một phút truy hoan sắc dục là đã đánh mất đi một năng lực vô giá quý báu trong thể xác và tinh thần của con người. Người đời thường tham đắm sắc dục nên trí óc thông minh lần lần lụi bại. Một nhà phát minh mà tâm còn tham sắc dục thì không thể phát minh những việc vĩ đại được. Một nhà tu hành mà tâm còn tham mê sắc dục thì sự tu hành chỉ phí công, chẳng bao giờ có đủ năng lực làm chủ sự sống chết luân hồi. Tâm sắc dục tai hại như vậy. Nhưng người ta si mê tham dục lạc của nó mà quên đi bổn phận và trách nhiệm đạo đức phải biết thương mình, thương người. Sau cuộc truy hoan sắc dục, cái gì khổ đau sẽ mang đến cho những người trong cuộc, không thể nghĩ lường được, dù thuận hay nghịch cảnh vẫn phải ôm lấy những sự khổ đau này. Sắc dục thường mang đến cho kiếp sống con người một sự thống khổ rất lớn, nhưng mấy ai đã để ý và thấy sự thống khổ này. Trong những năm tháng lâu đời, người xưa đã dùng trí tuệ và khả năng của mình, để lại rất nhiều kinh nghiệm và cách nói để lại cho thế hệ sau, và thể hiện nó dưới dạng những câu nói hay, tục ngữ, để ngăn chúng ta không đi đường vòng, chẳng hạn đừng tham lam sắc dục. Và đừng ham ăn vào lúc nửa đêm là một trong số đó. Vậy câu hỏi đặt ra là câu này có nghĩa là gì? Nó có ý nghĩa không? Muốn hiểu câu này trước hết cần hiểu tam canh tượng trưng cho điều gì? Vào thời cổ đại, người ta chia thời gian thành 12 giờ và mỗi giờ đại diện cho 2 giờ và canh 3 còn được gọi là thời gian của 3 giờ. Là khoảng thời gian từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Có nghĩa là trong câu này, người xưa đã cảnh báo con người không nên đắm chìm trong sắc đẹp sớm khuya. Và cũng như vậy, đừng nên tham lam ăn giữa đêm nếu không có thể có ảnh hưởng xấu nhất định đến cơ thể. Thông thường, khi nói về sắc dục, người ta thường nhấn mạnh tới tình ái si mê, ân ái thân tình. Tuy nhiên, sắc dục cũng có thể là lòng ham muốn đối với tất thảy những hình sắc vừa mắt và nhân sinh quan của người nhìn, từ ngoại hình nam tử, nữ nhi, hay những vật dụng vô tri vô giác như vàng bạc, châu báu, thiên nhiên tươi đẹp. Đam mê sắc dục là tự phá hoại đời người.
là phàm phu tục tử, tự dìm mình xuống vũng bùn mê muội không dứt được, Đức Phật ví họ như những đứa trẻ dại khờ. Ở xã hội nguyên thủy, con người chưa có công cụ thắp sáng nên nhìn chung sớm tối ngủ quên. Trong xã hội phong kiến tuy có đèn cầy, nhưng hầu hết đều xuất thân từ xã hội nông nghiệp, có thói quen sinh hoạt. Vì vậy, vào ban đêm, nói chung là khi mọi người chìm vào giấc ngủ và cơ thể bắt đầu nghỉ ngơi, về lâu dài, cơ thể con người đã hình thành những quy luật nhất định và mỗi cơ quan đều vận hành theo trạng thái này. Nhưng ở thời đại của chúng ta, việc phát minh ra ánh sáng điện và công nghiệp đã làm phong phú thêm cuộc sống về đêm của con người rất nhiều. Tất nhiên, một số người không đi chơi đêm cũng có thể là những người ngủ muộn vì công việc, học tập hoặc chơi game, xem phim. Lúc này nhiều cơ quan trong cơ thể đã nghỉ ngơi, không thể tiêu hao nghiêm trọng nên đã gây ra những tổn thương nhất định cho cơ thể. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.